Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cũng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Phong tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, bày tỏ vui mừng khi thấy các mẹ có cuộc sống ổn định, được gia đình chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc chu đáo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố động viên mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Phong giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng để làm gương cho con cháu noi theo. Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Phong đồng thời là thương binh 2/4, mẹ có chồng và một con là liệt sĩ. Đến thăm gia đình thương binh 1/4 Huỳnh Tấn Hữu tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc gia đình đón một cái Tết an vui, đồng thời cho biết thành phố luôn ghi nhớ biết ơn sự hy sinh của các gia đình liệt sĩ và các đồng chí thương bệnh binh và mong rằng các thế hệ sau của gia đình sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, chung tay vì sự phát triển chung của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chu đáo đến các gia đình thương binh liệt sĩ, kịp thời động viên thăm hỏi các trường hợp để hỗ trợ kịp thời.